Kiến thức và giải trí, xin kính gửi đến quý vị và các bạn, cuộc phỏng vấn đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Có những người chúng ta chưa từng gặp bao giờ, nhưng hình ảnh, sự nghiệp, nhân cách của họ luôn sống động trong tiềm thức, quen thuộc đến mức ngỡ như người thân. Đối với tôi, đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những hình ảnh ấy, là một tài năng quân sự lỗi lạc, tên tuổi vang lừng thế giới một đại tướng tổng tư lệnh được tôn vinh như anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, một nhà văn hóa, khoa học uyên thâm, và hơn hết ông là biểu tượng của một nhân cách sống. Trong hồi ký của Thống tướng Westmoreland, nguyên tổng chỉ huy quân viễn trinh Mỹ trên chiến trường Đông Dương, khi đề cập đến đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông ta nói rằng mọi đức tính tạo thành một thống soái quân sự lớn như sự quyết đoán, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung suy nghĩ và hành động, trí thông minh, tất cả đều có ở tướng Giáp một vị thống soái vĩ đại. Còn tướng Marcel Bích ớt thuộc Học viện Quân sự Quốc phòng Pháp, nguyên thiếu tá tham chiến mặt trận Điện Biên Phủ, cũng thán phục. Ông Giáp đã chỉ huy quân đội Việt Nam chiến đấu giành thắng lợi trong một thời gian đặc biệt lâu dài, trong suốt 30 năm, một kỳ tích chưa từng thấy. Vâng, không chỉ hôm nay mà muôn đời sau. Tôi tin rằng cuộc đời và sự nghiệp đầy huyền thoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương, là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng trẻ tuổi xuất thân từ nhà giáo Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp thành lập và chỉ huy đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với lực lượng ban đầu chỉ gồm 31 người và một ít vũ khí, một khẩu tiểu liên, hai súng lục, 14 hỏa mai, 17 súng trường. 9 năm sau, đội quân ấy đã lớn thành 6 sư đoàn bộ binh chiến lược làm chấn động địa cầu khi buộc quân Pháp phải đầu hàng tại mặt trận Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneva, một nửa đất nước được giải phóng. Rồi 20 năm tiếp theo, những sư đoàn bộ binh đã phát triển thành một đội quân hùng mạnh gồm đủ các quân binh chủng, đánh bại hoàn toàn quân viễn trinh Mỹ xâm lược, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975, với sự đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh, giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc đúng là một kỳ tích chưa từng thấy trong đó phần đóng góp của đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp rất to lớn tôi nhớ trong một buổi trò chuyện khi đề cập đến vấn đề cá nhân trong lịch sử thiếu tướng viện sĩ trần đại nghĩa có nói rằng tất nhiên tập thể quyết định sự thành bại của lịch sử nhưng cá nhân đóng vai trò hết sức quan trọng trận điện biên phủ chẳng hạn nếu như không có vai trò của anh Võ Nguyên Giáp thì tôi tin cục diện sẽ khác đi và chiến thắng không lừng lẫy như thế. Vai trò ấy biểu hiện cụ thể ra sao? Ngược dòng lịch sử, chúng ta biết rằng đầu năm 1953, tướng Nava gia lập ở Tây Bắc một tập đoàn cứ điểm mạnh với 12 tiểu đoàn tinh nhuệ. Mà theo lời nhà báo Robert Willen thì ngay cả trong chiến tranh thế giới thứ hai vừa qua, quân đội Pháp cũng chưa bao giờ dựng lên một hệ thống phòng ngự giá chiến lớn mạnh như ở Điện Biên Phủ. Các nhà quân sự Pháp, Mỹ, anh đến tận nơi thị sát và cũng cho rằng điện biên phủ là pháo đài bất khả xâm phạm. Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên phủ được thành lập, do đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm chỉ huy trưởng. Lực lượng gồm 27 tiểu đoàn, khí thế bộ đội rất cao, mọi sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đánh đã sẵn sàng. Ngày nổ súng được quy định là 25 tháng 1 năm 1954. Nhưng sau đó, do địch nghe trộm vô tuyến điện phát hiện được nên thời gian nổ súng hoãn lại 24 tiếng. Trước lúc lên đường ra mặt trận, đại tướng Võ Nguyên Giáp đến chào Hồ Chủ tịch. Khi nghe đại tướng đề cập đến sự chắc trở thông tin do mặt trận xa, sẽ khó thường xuyên xin được ý kiến của lãnh tụ tối cao và thường vụ Trung ương Đảng. Hồ Chủ tịch đã tin tưởng ủy thác tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định, rồi căn dặn, trận này quan trọng, chắc thắng mới đánh. Suốt đêm 25 tháng 1, ở sở chỉ huy chiến dịch đại tướng Võ Nguyên Giáp không sao chợp mắt được. Nhớ đến lời căn dặn mà cũng chính là mệnh lệnh bất di bất dịch của Hồ Chủ tịch, vị chỉ huy trưởng như nằm trên đống lửa khi chưa tìm thấy yếu tố chắc thắng cho trận đánh. Mệnh lệnh nổ súng đã được phát đi, khó hoãn lại, vì ảnh hưởng đến tinh thần bộ đội. Vốn liếng của 8 năm kháng chiến, tựu chung là các đại đoàn chủ lực đều được huy động cho trận quyết chiến này. Nếu thất bại thì, thật khó lường, đánh hay hoãn. Mở sáng hôm sau, chỉ huy trưởng kiêm bí thư đảng ủy chiến dịch Võ Nguyên Giáp đã ra lệnh triệu tập cuộc họp đảng ủy mặt trận. Ông quyết định hoãn cuộc tấn công, chuẩn bị lại theo phương châm đánh chắc tiến chắc. Quyết định khó khăn này được sự tán đồng của trường đoàn cố vấn quân sự nước bạn. Dù ai nấy ngạc nhiên đến sững sờ, nhưng sau hai cuộc họp, trước những ý kiến thuyết phục của chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp, cuối cùng bộ chỉ huy chiến dịch cũng đã nhất trí hoãn cuộc tấn công. Các đơn vị bộ đội được lệnh kéo pháo ra, trở về vị trí tập kết nhận nhiệm vụ mới lên đường hành quân chiến đấu. Sau đó, Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhận được thư của Tổng Bí thư Trường Trinh cho biết, Hồ Chủ tịch và Thường vụ Trung ương Đảng nhất trí rằng quyết định thay đổi phương châm chiến dịch là hoàn toàn đúng đắn và sẽ động viên toàn dân dốc sức chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ giành thắng lợi. Sau khi hoàn thành trận địa bao vây và tiến công, chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp ấn định ngày nổ súng là 13 tháng 3 năm 1954. Đúng giờ hẹn, mệnh lệnh được phát ra, cả tập đoàn cứ điểm điện biên phủ nhanh chóng biến thành trào lửa. Sau 55 ngày đêm anh dũng chiến đấu, dưới sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chỉ huy Chiến dịch, quân dân ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại, gây chấn động thế giới. Hơn 16.000 quân viễn trinh Pháp bị tiêu diệt và bắt sống. Tướng chỉ huy trường đờ cát phất cờ trắng đầu hàng. Chiến thắng Điện Biên Phủ mở ra một trang mới cho lịch sử dân tộc và cả nhân loại. Nói theo người xưa, Võ Nguyên Giáp thuộc hàng nhân tướng quý hiếm, vốn xuất thân từ một nho tướng, thường được gọi bằng tên thân mật là Văn. Ông sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại làng An Xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình trung nông. Bố là nhà nho có uy tín, dạy học trong vùng. Mẹ là cháu ngoại một lãnh binh cần vương. Bà thuộc mẫu người phụ nữ hiền lành, đảm đang, hết lòng vì chồng con. Nhưng cũng có những ý tưởng mới lạ so với thời bấy giờ, như việc chọn vợ gà chồng cho con cái thuộc hàng trung nông, được chia hai mẫu ruộng công. Nhưng gia đình họ võ sống trong cảnh năm đủ năm thiếu, thường phải đi vay thêm ở các nhà báo hộ giàu có. Những lúc mang thóc đi trả cho chủ nợ, võ nguyên giáp phải ngồi giữ thóc trên thuyền đợi mẹ. Khi người nhà chủ nợ ra kiểm tra, họ thường gạt bỏ một phần ba vì cho rằng thóc lép, chỉ chịu nhận một phần thóc thật khô thật chắc. Sự bất công ấy như một nỗi đau hằn sâu trong ký ức tuổi thơ ông. Võ Nguyên Giáp may mắn được nuôi dưỡng trong không khí những cốt truyện cổ đầy tính nhân văn của dân tộc mà bố thường đọc cho nghe, như Phạm Công, Cúc Hoa, Thạch Xanh, Lý Thông, đặc biệt là bài về yêu nước thất thủ kinh đô. Đồng thời, ông còn được tắm mình trong những giai đoạn hào hùng về phong trào Cần Vương, về ông ngoại cùng nghĩa binh đánh Tây, hoặc chuyện chạy vào rừng trốn giác đô mẹ kể. Khi lên 5 tuổi, Võ Nguyên Giáp được bố cho học chữ nho, sách ấu học tân thư in thời Duy Tân, với nội dung hướng về cội nguồn dân tộc, ngô tổ hồng bàng thị triệu thủy kinh dương vương, chi lăng tẩu tống binh bạch đằng phá nguyên sư. Tinh thần yêu nước thương dân của ông được nhen nhóm từ đó. Năm 1925, 14 tuổi, Võ Nguyên Giáp Thi và học trường quốc học Huế bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng từ phong trào đòi ân xá trí sĩ Phan Bội Châu và lễ truy điệu trí sĩ Phan Chu Trinh. Ông cùng những bạn học thân thiết như Nguyễn Trí Diều, Nguyễn Hải Triều lập câu lạc bộ thơ văn yêu nước. Vận động học sinh hàng tuần đến Bến Ngự nghe cụ Phan nói chuyện, rồi tìm đọc, chuyển tay nhau các sách báo bí mật như Leparia, Việt Nam Hồn, Bản án chế độ thực dân Pháp, cùng ảnh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ nước ngoài gửi về. Và tại nhà cụ Võ Liêm Sơn, một nhà giáo yêu nước bị bái chức khỏi trường quốc học, lần đầu tiên Võ Nguyên Giáp được đọc tác phẩm chủ nghĩa mắc bằng tiếng Pháp. Một thời gian sau, Võ Nguyên Giáp ra Hà Nội dạy học tại trường Tư Thục Thăng Long, tiếp tục hoạt động cách mạng ông mở lớp huấn luyện cho đoàn viên thanh niên dân chủ, viết báo đảng và trở thành chủ tịch hội nghị báo chí Bắc Kỳ thời mặt trận dân chủ Đông Dương. Giữa năm 1940, Hoàng Văn Thụ thay mặt ban chấp hành Trung ương Đảng viết thư giới thiệu hai cán bộ trí thức Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp sang Trung Quốc gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Và cuộc gặp gỡ lịch sử ấy đã diễn ra ở công viên Thúy Hồ nổi tiếng của thành phố Côn Minh. Trong hồi ký từ nhân dân mà ra, đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: nhớ đến lời anh hoàn văn thụ nhắn trước khi ra đi là sang đây sẽ gặp đồng chí vương tôi cứ tin rằng đồng chí vương là lãnh tụ nguyễn ái quốc sang đầu tháng sau một hôm anh phùng trí kiên rủ chúng tôi đi thúy hồ dọc đường anh nói đồng chí vương đã đến và hẹn gặp chúng ta đến thúy hồ tôi thấy anh vũ anh ngồi trong một chiếc thuyền với một người đứng tuổi gầy gò có đôi mắt sáng mặc bộ quần áo tôn trung sơn màu xám đội mũ phớt tôi nhận ra ngay đúng là đồng chí Nguyễn Ái Quốc mà tôi đã thấy trong ảnh ngày trước. Nếu so với ảnh thì trông bác ở ngoài linh hoạt và sắc sảo hơn nhiều. Tháng 5 năm 1941, tại rừng Bắc Bó thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa 1, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội, gọi tắt là Việt Minh. Võ Nguyên Giáp được cử phụ trách Ủy ban quân sự Tổng bộ Việt Minh, xây dựng lực lượng vũ trang chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền ngày 22 tháng 12 năm 1944, cũng tại rừng Bác Bó, Võ Nguyên Giáp đã đứng ra tổ chức thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông, ngay khi vừa xuất phát sau hai ngày làm lễ thành lập, đội quân non trẻ đã đánh thắng hai trận đầu tiên ở Phai Khắt và Nà Ngân thuộc Cao Bằng. Giữa tháng 8 năm 1945, Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào, thuộc Châu Tự Do, tỉnh Tuyên Quang, đã bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, gồm 15 thành viên do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, Trần Huy Liệu làm phó chủ tịch. Thay mặt Ủy ban Quân sự của Ủy ban Dân tộc Giải phóng, Võ Nguyên Giáp đã ký mệnh lệnh tổng khởi nghĩa. Ngay chiều 16 tháng 8 bế mạc đại hội, dưới bóng đa cổ thụ Tân Trào, một đơn vị giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy đã làm lễ xuất quân tiến về thị xã Thái Nguyên. Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập. Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc lâm bệnh nặng đã dặn riêng Võ Nguyên Ráp ở lán nà lửa trước quốc dân đại hội. Vừa là tình cảm thiêng liêng, vừa là mệnh lệnh thôi thúc vị Tổng chỉ huy quân đội trên đường hành quân tiến về giải phóng Hà Nội. Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công. Tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam cải tổ thành chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ra mắt tại lễ tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Võ Nguyên Giáp giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lo ổn định an ninh trật tự, bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng non trẻ. Quân Pháp núp bóng quân Anh nổ súng tái xâm lược nước ta. Chúng âm mưu tiến về miền Trung và đánh chiếm Tây Nguyên. Bộ trưởng Bộ Nội vụ được chính phủ cử dẫn đầu phái đoàn lên thị sát Đà Lạt và cả Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Sau thành công cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trên cả nước, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 1, khai mạc vào ngày 2 tháng 3 năm 1946, đã thành lập chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Võ Nguyên Giáp được cử làm chủ tịch kháng chiến ủy viên hội trực thuộc chính phủ. Ngày 14 tháng 9 năm 1946, từ Hà Nội ông trở lên Đà Lạt với tư cách trưởng đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cùng phái đoàn Cộng Hòa Pháp họp hội nghị chủ bị, chuẩn bị cho việc ký kết một hiệp ước chính thức ở Paris. Vì thực dân Pháp bám lấy giá tâm cướp nước ta một lần nữa, nên hội nghị chủ bị Đà Lạt không đạt được thỏa thuận nào sau đó hội nghị fontainebleau bên pháp cũng bị thất bại chủ tịch hồ chí minh cùng phái đoàn ngoại giao ta do bộ trưởng phạm văn đồng dẫn đầu rời pháp về nước chuẩn bị cho cuộc đấu tranh bằng quân sự kháng chiến toàn quốc bùng nổ võ nguyên giáp tổ chức chỉ huy bộ đội vừa đánh trả vừa bảo vệ hồ chủ tịch và chính phủ tạm thời rút lui lên chiến khu việt bắc để củng cố và xây dựng lực lượng trường kỳ kháng chiến ông được cử làm tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ ngày 2 tháng 1 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 110 SL phong quân hàm đại tướng cho Võ Nguyên Giáp. Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn ký sắc lệnh phong quân hàm trung tướng cho tư lệnh Nam Bộ Nguyễn Bình và quân hàm thiếu tướng cho 8 vị chỉ huy quân đội khác. Một giờ chiều ngày 28 tháng 5 năm 1948, lễ phong quân hàm cấp tướng đầu tiên được tổ chức trang trọng tại một hội trường dựng dưới tán cây rừng bên bờ con suối lớn ở chiến khu Việt Bắc trong hồi ký chiến đấu trong vòng vây do nhà văn Hữu Mai thể hiện, nhà xuất bản quân đội nhân dân ấn hành năm 1995, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại, bác và cụ Bùi Bằng Đoàn, trưởng ban thường trực quốc hội đứng hai bên bàn thờ, các thành viên chính phủ đứng trước bàn thờ. Bác, tay cầm sắc lệnh gọi tôi lên, bằng giọng trang nghiêm và xúc động, bác nói, hôm nay thay mặt chính phủ và nhân dân, rồi bỗng ngừng lời, rút khăn tay lau nước mắt. Giây phút đó làm cho cả hội trường vô cùng xúc động, lát sau bác nói tiếp nhân danh chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa trao cho chú chức vụ đại tướng để chú điều khiển binh sĩ làm trong sứ mạng mà quốc dân phó thác cho bác trao cho tôi xác lệnh cụ trưởng ban thường trực phát biểu chúc mừng anh phan anh thay mặt hội đồng chính phủ phát biểu chúc mừng anh tạ quang bửu thay mặt bộ quốc phòng bày tỏ lời chúc mừng và lời hứa toàn thể bộ đội sẽ nêu cao tinh thần chiến đấu anh dũng dưới sự chỉ huy của đại tướng tôi xúc động phát biểu mấy lời từ đáy lòng vô cùng nhớ tiếc các anh hùng liệt sĩ, chân thành biết ơn bác, quốc hội và chính phủ đã dành cho tôi vinh dự cao cả. Tôi hứa sẽ đem hết tinh thần và nghị lực làm tròn nhiệm vụ, góp phần khiêm tốn của mình vào sự nghiệp đấu tranh cho độc lập và thống nhất của Tổ quốc. Vâng, lời hứa ấy bây giờ đã thành hiện thực. Không chỉ góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc thoát khỏi bóng đen nô lệ ngoại xâm, giành độc lập tự do hoàn toàn cho Tổ quốc, sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ, mà Võ Nguyên Giáp còn đóng góp nhiều công lao trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Dù ở cương vị nào, là ủy viên Bộ Chính trị khóa 3 và 4, bí thư Quân ủy Trung ương, là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội, hay khi không còn giữ chức vụ nào nữa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước sau như một, luôn kiên định vững vàng trước mọi thăng trầm thử thách, hết lòng vì vận mệnh quốc gia dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Một tài năng hiếm có, một nhân cách càng hiếm có hơn. Hà Nội đang tiết thu, thi thoảng những cơn mưa ập đến làm vỡ bầu trời trong xanh. Hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc lần thứ năm diễn ra tại Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh vào cuối tháng 8 vừa kết thúc. Bóng đá Tiger Cup 98 đang lên cơn sốt. Đại tướng Võ Nguyên Giáp bận rộn tiếp khách mừng sinh nhật lần thứ 87 của mình. Nhờ sự giới thiệu của nhà văn Hữu Mai, sau ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, tôi cùng bạn thơ hữu việt mới có dịp đến thăm đại tướng võ nguyên giáp tại nhà riêng đĩnh đạc bước ra phòng khách trong bộ quân phục đại tướng cùng phu nhân bà đặng thị bích hà bên cạnh ông vui vẻ bắt tay mời chúng tôi ngồi xuống bộ ghế mây hồn hậu nói tôi xin cảm ơn ban biên tập kiến thức ngày nay về những lời chúc thọ tốt đẹp tôi vẫn đọc tạp chí của các bạn xin cảm ơn đại tướng rất vui mừng khi thấy đại tướng vẫn mạnh khỏe tập thể dục đều giữ cho đầu óc thanh thản không bị danh lợi chi phối, cố gắng mỗi ngày làm được một việc có ích cho xã hội, thì ai cũng có được sức khỏe tốt. Ở trong Nam giữa mùa Tiger Cup 98, anh thấy không khí bóng đá thế nào? Rất hào hứng, thưa đại tướng, nhất là sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan, vào tối hôm qua, ngày 3 tháng 9, cả Hà Nội xuống đường, chắc chắn ở thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác trong cả nước cũng vậy. Thật đáng tự hào, phấn khởi chưa bao giờ khán giả lại hát tiến quân ca mạnh mẽ hào hứng như thế thắng lợi này còn chứng tỏ có những điều tưởng chừng không thể làm được mà lại làm được chúng tôi hết sức ngạc nhiên trước tình yêu bóng đá của bậc lão tướng niềm vui thắng lợi của đội tuyển việt nam vẫn còn rạng rỡ trên gương mặt phúc hậu của ông và người bạn đời lẫn các trợ lý thân cận xin phép đại tướng được bắt đầu câu chuyện chính tôi hỏi thưa đại tướng nhờ đâu mà người việt nam làm được những kỳ tích lịch sử đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Đặc biệt ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông, đội quân xâm lược gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới thời Trung Cổ, hoặc như trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa qua. Nhờ vào sức mạnh của nền văn hóa truyền thống, trên cơ sở đó, người Việt Nam đã biết kết hợp tinh thần quyết chiến giữ nước với tài thao lược sáng tạo, xây dựng nên một học thuyết quân sự độc đáo, học thuyết quân sự Việt Nam và cũng chính nhờ biết cách giữ vững và phát huy sức mạnh nền văn hóa truyền thống mà trải qua một 000 năm bị phong kiến phương Bắc Đô Hộ, dân tộc Việt Nam đã không bị đồng hóa, ngược lại, còn tích trữ được lực lượng, chấp lấy thời cơ, vùng lên giành độc lập hoàn toàn cho nước nhà. Bước vào thời kỳ lịch sử cận hiện đại, trong cuộc đụng đầu với quân đội hiện đại của chủ nghĩa đế quốc phương Tây, thì dân tộc ta đã trải biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa thất bại bị dìm trong bể máu, cho đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra con đường cứu nước, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mark Lenin, đưa chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất và học thuyết quân sự của dân tộc đến một trình độ mới, chất lượng mới. Chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh đã đánh thắng hai đế quốc to. Nền văn hóa truyền thống ấy biểu hiện ở những nét cụ thể nào, thưa đại tướng? Khác với các quốc gia dân tộc ở phương Tây, Việt Nam là một quốc gia dân tộc hình thành rất sớm, nền văn hóa truyền thống thể hiện trước hết ở triết lý hành động của những cư dân bản địa đầu tiên trong công cuộc chống thiên tài, địch họa, thể hiện qua kho tàng ca dao, tục ngữ, truyền thuyết phong phú được lưu truyền trong dân gian. Về sau triết lý ấy mới được ghi vào lịch sử thành văn, dần dần xây dựng nên nền văn hóa Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, đấu tranh bất khuất vì độc lập tự do, đức tính lao động cần cù, để làm chủ thiên nhiên, tinh thần nhân ái, đoàn kết thương yêu lẫn nhau sống hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng và sự thông minh sáng tạo khá đặc biệt tóm lại nó bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà người việt nam chúng ta đã sáng tạo nên có lẽ xuất phát từ sự độc đáo và hấp dẫn của nền văn hóa truyền thống nên ngày càng có nhiều người nước ngoài thậm chí có người vốn trước đây ở hàng ngũ kẻ thù quan tâm nghiên cứu về việt nam mà hội nghị quốc tế việt nam học lần thứ nhất vừa qua ở hà nội là một minh chứng thời gian qua có những nhân vật quan trọng đã quan tâm tìm hiểu việt nam và đã có những buổi tiếp xúc với đại tướng như cố tổng thống pháp mitterrand hay cựu bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ mark namara và mới đây là john kennedy chủ báo george margarine và là con trai của cố tổng thống mỹ john fitzgerald kennedy điều gì làm họ quan tâm nhất khi gặp đại tướng tổng thống pháp trước đây ông mitterrand khi sang thăm nước ta trong một buổi chiêu đãi có hỏi tôi chúng tôi định lên thăm điện biên phủ có nên không? Tôi đáp, nên chứ, đó là một cử chỉ xây dựng. Lúc đó, tôi ở trong Đảng xã hội, tôi chống cuộc chiến tranh Đông Dương. Tôi biết, thắng lợi của Việt Nam cũng là thắng lợi của những người Pháp yêu hòa bình. Còn với cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Macnamara thì sao? Ông có tỏ chút ân hận nào không, thưa đại tướng? Ông hỏi tôi về sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 2 tháng 8 và 5 tháng 8 năm 1964. Tàu chiến ta đánh tàu chiến Mỹ ở hải phận quốc tế." Ông nói, "Hôm đó chúng tôi nhận được những thông tin không rõ ràng. Trong cuốn hồi ký ông cho rằng, cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là một sai lầm, Mỹ thất bại vì không hiểu lịch sử, không hiểu văn hóa Việt Nam. Ngài viết cuốn sách đó là một sự dũng cảm, tôi nói với ông như vậy. Có thể nói ông McNamara là đại diện cho quá khứ, thế hệ những người Mỹ dính líu vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam còn John Kennedy là đại diện cho hiện tại và tương lai. Thế hệ những người Mỹ muốn khám phá sự kỳ bí của Việt Nam trên tinh thần xây dựng. Đại tướng đã tâm sự gì với người thanh niên trẻ này cách đây hơn 10 ngày? Giữa tháng 8 vừa qua John trở lại thăm Việt Nam lần thứ hai, lên tận hang Bắc Bó, ở lại trong hang một đêm, đi thuyền xuôi sông Bằng Giàng đến gần thị xã Cao Bằng, rồi đi thăm Vịnh Hạ Long. Về Hà Nội, anh mong mỏi được gặp tôi và hy vọng hiểu biết thêm nhiều vấn đề đặt ra nhiều câu hỏi mà tôi nghĩ rằng đó là những câu hỏi của nhiều người. Chẳng hạn, vì sao trong hang bác bó tối tăm ấy mà bác Hồ đã nghĩ ra con đường cứu nước, tin tưởng sẽ nhất định thắng lợi. Trong vùng đó hầu hết là dân tộc thiểu số, làm thế nào mà tổ chức được họ đứng lên chiến đấu giành độc lập. Điều rôn lấy làm lạ nhất là, vì sao Điện Biên Phủ lúc quân Pháp mạnh nhất thì lại bị đánh bại? Vì sao sau này lúc quân Mỹ đông nhất, mạnh nhất thì lại bị thua? Tôi trả lời vắn tắt những suy nghĩ khá cơ bản của John và nói, lịch sử quan hệ giữa hai nước chúng ta không chỉ có chiến tranh. Vị Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, Thomas Jefferson, là người Mỹ đầu tiên tiếp xúc với người Việt Nam. Khi còn là công sứ Mỹ ở Pháp, ông mong tìm được những giống lúa của sứ Cô Chin Chin để nhập vào nước Mỹ. Rồi năm 1832, đã có những cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa phái đoàn ngoại giao Mỹ do Tổng thống Andrew Jackson cử đi với triều Nguyễn dưới thời vua Minh Mạng. Vâng, phái đoàn ấy do Edmund Roberts dẫn đầu đến cập bến tại vùng biển Phú Yên và viên ngoại lang Nguyễn Tri Phương cùng tư vụ Lý Văn Phúc đã thay mặt triều đình Huế tiếp đón. Được biết đây cũng là phái đoàn ngoại giao đầu tiên của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ viếng thăm các nước Á Đông. Và thưa đại tướng, ai cũng biết rằng trước khi xảy ra vụ ám sát chính trị chấn động thế giới tại Đà Lạt. Tổng thống JFK là người đã chủ trương xem Việt Nam như một chiến trường trọng điểm để tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản tràn xuống các nước khác thuộc Đông Nam Á theo thuyết domino. Vậy John có đề cập gì về chủ trương ấy của cha mình không? Tôi có nhắc John về điều ấy. Tôi còn nói thêm, sau này nghiên cứu lịch sử được biết và lúc đó tổng thống Kennedy cũng đã kịp nhận ra rằng không thể đạt được mục đích với một chính quyền tay sai độc tài kéo lê máy chém khắp miền Nam và đã suy nghĩ đến chủ trương chỉ can thiệp quân sự vào Việt Nam ở mức độ nào. Chính vào thời điểm ấy thì Tổng thống Kennedy bị ám sát. Lịch sử không cho phép đặt ra giả thiết nếu không xảy ra vụ ám sát ấy thì sự dính líu của Mỹ sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng như chúng ta đã biết, hai vị Tổng thống kế nhiệm sau đó, Johnson và Nixon đã đẩy cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lên những nấc thang mới. Thưa Đại tướng, hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc lần thứ năm vừa kết thúc với hy vọng chuẩn bị lực lượng cho nền văn học nước nhà ở thế kỷ 21. Một bộ phận lớn các đại biểu nhà văn trẻ sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Họ không sống một ngày trong chiến tranh. Trong khi đó, thành tựu văn học viết về hai cuộc kháng chiến vừa qua vẫn chưa xứng đáng với tầm vóc lịch sử. Ngoài các tập hồi ký, hình tượng các tướng lĩnh ở đầu sóng ngọn gió vẫn chưa xuất hiện những nhân vật điển hình trong văn học. Phải chăng giữa các vị tướng và các nhà văn vẫn còn có một khoảng cách? Và theo đại tướng làm cách nào để trang viết của các nhà văn trẻ về chiến tranh có được sức sống mới xứng đáng với tầm vóc lịch sử lịch sử dân tộc ta là dòng chảy liên tục từ cội nguồn cho đến ngày nay do đó bên cạnh kiến thức về khoa học kỹ thuật kinh tế xã hội hiện đại lịch sử cách mạng chỉ có hiểu biết lịch sử sâu sắc đặt mình vào hoàn cảnh của những nhân vật lịch sử sống lại những giờ phút gian khổ và hào hùng của dân tộc thì trang văn các bạn mới phản ánh được trung thực và sinh động quá khứ hơn thế sự hiểu biết những gì ông cha ta đã làm được trong quá khứ sẽ giúp các bạn nhìn rõ được những vấn đề thực tại để sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay vấn đề cực kỳ quan trọng là làm sao cho người việt nam nhất là thế hệ trẻ có sự hiểu biết sâu rộng nền văn hóa dân tộc mình sống theo triết lý sống của dân tộc nền văn hóa việt nam có thể coi là sự tổng hòa của nền văn hóa truyền thống luôn luôn giữ vững và phát triển bản sắc cốt cách dân tộc với sự tiếp thu tinh hoa của các nền văn hóa phương Đông và phương Tây để hình thành một nền văn hóa có sức sống mãnh liệt vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển của đất nước nhà thơ soviet osip mandelstam từ năm 1923 khi gặp lãnh tụ nguyễn ái quốc đã nhận thấy ở người sự báo hiệu một nền văn hóa tương lai nghị quyết trung ương năm mới đây nói rõ tầm quan trọng của việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc phát động phong trào yêu nước coi trọng sống có lý tưởng, có đạo đức. Đó là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Các nhà văn trẻ cần góp phần cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp văn hóa Việt Nam. Mỗi con người, mỗi thế hệ có một sứ mệnh lịch sử riêng mình. Thế hệ sau càng được thừa hưởng lại càng có nhiều trách nhiệm hơn đối với thế hệ trước. Tâm sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ có ích cho các nhà văn trẻ, mà còn là những gửi gắm trí tình của một bậc lão thành đối với cả thế hệ trẻ hôm nay. Đại tướng từng nói rằng, nước ta trước đây vốn là một nước không có tên trên bản đồ thế giới đã trở thành một nước đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc khát vọng cứu nước thời trẻ của chúng tôi luôn cháy rừng rực như bó đuốc khát vọng của tuổi trẻ ngày nay phải làm gì việt nam có thể trở thành một nước giàu như các nước tiên tiến trên thế giới hay không khó nhưng tôi chắc không có thanh niên nào trả lời không được tôi nghĩ thanh niên ngày nay cần phải thấy được nỗi nhục của một nước bị xếp vào hàng các nước chậm phát triển nghèo nhất thế giới từ đó mà có một mong muốn mong muốn tột bậc là làm sao để đất nước thoát khỏi tụt hậu, phát triển thành một nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cũng theo đại tướng, chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975 chính là chiến công của thế hệ trẻ. Điều quan trọng là làm sao ngày nay trong hòa bình xây dựng đất nước, bạn trẻ có thể làm nên những Điện Biên Phủ, những đại thắng mùa xuân về kinh tế. Trước khi chia tay, đại tướng còn tâm sự với chúng tôi rằng trong mỗi con người, yếu tố quyết định là đạo đức. Đức là gốc, cần phải rèn luyện cho mình lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Mọi người đều cần làm giàu, nhưng không vì lẽ đó mà trở thành nô lệ cho đồng tiền. Mỗi phút mỗi giây được trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tất cả các bậc lão tướng từng vào sinh ra từ dưới mưa bom báo đạn, hiến dân cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, với tôi luôn là những giây phút sống động đáng quý, không một trường học nào có thể sánh bằng. Những vị chiến tướng chính là hiện thân tiêu biểu nhất, đáng kính trọng nhất của một đất nước phải trải qua 14 cuộc chiến tranh để được tồn tại. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.